ok, mình xin cắt lời bạn tôi một chút nhé, mình sẽ xin cho bạn ấy. Ước mơ của mình là mình rất thích học tiếng Anh, và ước mơ của mình là sẽ có thể trở thành một giảng viên tiếng Anh để có thể giúp nhiều người hơn xây dựng sự tự tin và nói tiếng Anh một cách trôi chảy. Chia sẻ với các bạn rằng một năm về trước tiếng Anh của mình thật sự rất kém. Mình thực sự cảm thấy vô cùng tồi tệ với bản thân mình. And no hope for the future. Mình không có ước mơ, không có mục tiêu và không có hy vọng cho cuộc sống. My life was really a disaster. Cuộc sống của mình thật sự là một thảm họa. But everything changed when you know about Crazy Earth. Mọi thứ thay đổi khi nói theo Crazy Earth. I'm changing every day. Mình thay đổi hàng ngày. I say it every day. Mình nói tiếng Anh hàng ngày. Và bây giờ mình đang có thể đứng ở đây để chia sẻ với các bạn cả chúng mình. You know, the first I came to iCrazy. Lần đầu tiên mình đến iCrazy. I think it's the children Spanish. Và tụi anh gần mình nói tiếng Anh. He said very, very fluent. Mình nói tiếng Anh khá là trôi chảy. Oh my God, I don't understand what he said. Và mình đã thật sự cảm thấy bị sốc vì mình không hiểu những gì mà anh Chuẩn đang nói. And I wish I could speak English like him. Và mình ước rằng mình có thể nói tiếng Anh giống như anh Chuẩn. But my English used to be very poor. Nhưng thật sự tiếng Anh của mình đã từng rất là kém. I have many problems. Mình có rất quá nhiều vấn đề trong việc học tiếng Anh. About new words, grammar rules and confidence. Với ngữ pháp và với sự tự tin. Và mình nghĩ rằng mình không có tài năng, không có năng khiếu học tiếng Anh. And I didn't think one day I can stand here and talk about English with you. Và mình đã từng nghĩ rằng mình không thể nào có một ngày có thể đứng đây và chia sẻ tiếng Anh với các bạn được. Amazing now, you see me, I standing here and speak English with you. Và thật là tuyệt vời, các bạn đang thấy mình đứng đây để có thể chia sẻ tiếng Anh với các bạn phải không ạ? Do you want to speak English? Do you want to speak English? Các bạn có muốn nói tiếng Anh không ạ? Okay, today I'm going to talk about how to learn English well. Và bây giờ mình sẽ nói với các bạn làm thế nào để có thể nói tốt tiếng Anh. In my opinion. Với ý kiến của tôi. The first, you know, learning English like you're building a house. Thứ nhất, học tiếng Anh giống như việc xây dựng một ngôi nhà vậy. Foundation is the first and most important step. Xây dựng một nền tảng vững chắc là một bước vô cùng quan trọng. You must master perfect pronunciation. Các bạn phải chinh phục ngữ âm. Following gesture pronunciation of Crazy English. Theo gesture, tức là ngữ âm bằng cử chỉ động tác tay của phương pháp Crazy English. Will sure help you to conquer pronunciation very fast and very easy, funny. Chắc chắn gesture pronunciation ngâm cử chỉ bằng động tác tay sẽ giúp các bạn chinh phục tiếng Anh vô cùng nhanh chóng và hiệu quả. Next, you must totally believe in you. Điều quan trọng thứ hai là chúng ta phải thực sự tin tưởng vào bản thân mình. You know, I totally believe in me. Các bạn thấy đấy, mình hoàn toàn tin tưởng vào bản thân mình. And 100% I believe in Crazy English. Và 100% mình rất tin tưởng vào phương pháp. The three things have give me emotion and keep high energy when I study English. Và điều thứ ba là các bạn hãy luôn gì ạ? Giữ năng lượng cao, sự nhiệt tình khi các bạn học tập. I can do it. You can do it. I totally believe in you. Mình làm được, các bạn làm được. Mình hoàn toàn tin tưởng vào các bạn. If you want to master English, be confident. Nếu như các bạn thật sự muốn chinh phục tiếng Anh, hãy tự tin. Work hard. Làm học tập chăm chỉ. Never give up. Không bao giờ từ bỏ. Believe in yourself. Tin tưởng vào bản thân mình. Follow your dream. Theo sau ước mơ của bạn, theo đuổi ước mơ. You are the future of your university. Các bạn là hy vọng, các bạn là tương lai của trường đại học. You are the future of your family. Các bạn là hy vọng của family. Các bạn là tương lai của gia đình các bạn. And you are the future of your country. Và các bạn là tương lai của Việt Nam. I know.
Chắc chắn mình tin rằng các bạn có thể làm được. It may take time and hard work. Nó có thể mất thời gian và khổ cực. It may take some sweat and tears. Thực sự nó có thể mất mồ hôi và nước mắt. But you are a superstar. Nhưng các bạn thật sự là một ngôi sao sáng. You are totally unique. Bạn hoàn toàn là duy nhất. You are the greatest person in the world. Các bạn là một người tuyệt vời nhất trên thế giới này. I can do it. I heard that. We are conquering it. Tôi có thể làm được và mình tin rằng chúng ta cùng chinh phục tiếng Anh. Chúng ta là bạn và chắc chắn là bạn bè có thể giúp đỡ lẫn nhau phải không ạ? Let's conquer English to make our future brighter. Hãy cùng chinh phục tiếng Anh để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn. Let's conquer English to make Vietnam stronger. Hãy chinh phục tiếng Anh để xây dựng Việt Nam giàu mạnh hơn. Right here, right now, take action. Ngay bây giờ, hãy hành động. Thank you so much. Okay, everybody, stand up, please, stand up, please. Và nếu như các bạn muốn chinh phục tiếng Anh ở trường học viện vừa nua, chúng ta hãy cùng tìm đến Tú Anh các bạn nhé. Bạn ấy sẽ ở văn phòng iCrazy thường xuyên, phải không ạ? Rất tuyệt vời. Và bây giờ